Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo của chương trình hóa học lớp 8. Tức là chúng ta sẽ sang bài 35 là bài thực hành 5, điều chế thu khí hero và thử cái tính chất của khí hero. Ta có tiến hành thí nghiệm 1. Ở đây thì cô không có các cái dụng cụ để chúng ta tiến hành thí nghiệm, mà chúng ta sẽ đi làm cái bảng tường trình luôn, đúng không ạ? Điều chế hero từ axit chlorhydric bằng kẽm. Đốt cháy hero trong không khí như sau. Lắp dụng cụ như hình 5.4, cho vào ống nghiệm 3 ml dung dịch là axit chlorhydric là HCl và 3 đến 4 hạt kẽm. Rồi các em đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua. Sau đó thử độ tinh khiết, khẳng định dòng khí hero không có lẫn oxy, hoặc trừ cho khoảng 1 phút cho khí hydro đẩy hết không khí ra khỏi ống nghiệm. Rồi chúng ta đưa cái que đóm đang cháy vào đầu cái ống dẫn khí mà chúng ta thu được ấy. Nhận xét các hiện tượng. Ở đây các em phải trình bày hiện tượng và các em viết phương trình phản ứng. Vậy chúng ta có hình 5.4. Theo hình 5.4. 5.4 đây. Các em nhìn này, đây chúng ta cho 3 ml dung dịch HCl vào một số các cái viên kẽm, đúng không ạ? 3 đến 4 viên kẽm ở trong này. Vậy thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng ở đây, đó là các em sẽ thấy bọt khí này. Chúng ta sẽ thấy bọt khí thoát ra từ mặt của các viên kẽm và các cái viên kẽm của chúng ta sẽ tan dần, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đốt cháy có khí bay lên đây này, thì các em đốt cháy cái khí thoát ra từ ống nghiệm thì cái khí này nó sẽ cháy với ngọn lửa màu xanh, đó chính là khí hero. Và sau đấy chúng ta viết phương trình. Vậy chúng ta sẽ có cái bảng tường trình của thí nghiệm 1 như sau. Thí nghiệm 1. Hiện tượng ở đây là chúng ta sẽ thấy là có bọt khí thoát ra từ mặt các viên kẽm. Như cái hiện tượng trước, đúng không ạ? Là có bọt khí thoát ra từ mặt các viên kẽm. Hạt kẽm. Đây, từ mặt các hạt kẽm. Đồng thời các hạt kẽm sẽ tan dần. Các hạt kẽm sẽ tan dần. Thứ hai là khi mà chúng ta đốt cháy cái khí thoát ra từ đầu ống dẫn của thí nghiệm này. Khi đốt khí thoát ra từ đầu ống thí nghiệm đây, người ta vẽ với ngọn lửa màu xanh đây, đúng không? Thì các em sẽ thấy là cái khí này nó sẽ cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh. Thì ta thấy khí này nó cháy với ngọn lửa màu xanh. Và đây chính là khí hydro. Em sẽ viết phương trình phản ứng thể hiện cho các cái mà chúng ta vừa nêu được hiện tượng, cho các cái hiện tượng này. Rồi chúng ta sẽ có phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng trước tiên đó là có khí thoát ra từ mặt các viên kẽm là do gì? Là do kẽm đã tác dụng với axit chlorhydric để tạo thành kẽm clorua cộng với hydro bay lên. Đây, cái khí hydro này thoát ra, nó dưới dạng các cái bọt khí. Kem cân bằng thêm 2 trước HCl. Sau đó cái khí hydro này cháy trong oxy. Để tạo thành H2O. Phương trình này các em cân bằng, cái nó cháy tham gia phản ứng này với ngọn lửa, nó cháy ở đây sẽ là ngọn lửa màu xanh. Vậy ở đây các em thấy bên này có 2 oxy, các em thêm 2 đây. 4 hydro, 2 x 2 bằng 4 hydro. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái phản ứng đầu tiên. Thể hiện cho thí nghiệm 1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang cái thí nghiệm 2. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé. Thí nghiệm 2 này, thu khí hydro bằng cách đẩy khơi khí. Lắp dụng cụ như hình 5.4. Úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hydro sinh ra. Sau 1 phút giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp mà xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vào sát ngọn lửa đèn cồn, quan sát và nhận xét hiện tượng. Như vậy bây giờ lắp cũng giống như hình 5.4 nhưng mà các em úp một cái ống nghiệm lên đầu cái ống dẫn khí thì chúng ta không đốt, đúng không ạ? Đây bây giờ nhá, đây có cái ống dẫn khí nhưng mà bây giờ chúng ta không đốt. Các em lấy một cái ống nghiệm, các em úp lên bên trên này, úp như này. Đấy. Đây. Các em đưa một cái ống nghiệm, các em úp lên phía trên. Chúng ta không đốt cháy đâu. Đấy, úp lên phía trên như vậy. Đây, úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hydro sinh ra. Sau 1 phút các em giữ cho ống nghiệm đứng thẳng, miệng ống úp xuống phía dưới như cô vừa vẽ, đúng không ạ? Đưa miệng ống nghiệm vào sát một cái ngọn lửa đèn cồn, các em quan sát hiện tượng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là cái khí hydro sinh ra theo ống nghiệm. Theo cái ống, khi mà chúng ta ở phía bên trên này chúng ta có là ZN cộng với HCl thì chúng ta có cái khí hydro sinh ra, đúng không ạ? Vậy khí hydro sinh ra theo cái ống dẫn khí, nó theo cái ống dẫn khí này này. Đây, nó theo cái ống dẫn này này. Và nó vào đây. Nó vào này, đây thì chúng ta thấy cái ống nghiệm mà chúng ta úp lên phía trên này này. Khi mà chưa có hydro vào thì chúng ta úp như này thì trong cái ống này, bỏ cái phần đốt cháy này đi nhá. Ở cái thí nghiệm 2 không có đốt cháy đâu. Chúng ta chỉ úp lên trên thôi. Vậy khi mà chúng ta mới úp như này thì trong cái ống nghiệm này nó sẽ có gì? Có không khí ở trong đấy. Đúng không? Đấy, vì cái nó có cái miệng mà thì không khí nó tràn vào phía trong. Nhưng mà khi hydro nó vào này thì hydro nó nhẹ hơn không khí, đúng không ạ? Khi hydro nó nhẹ hơn không khí thì nó sẽ gì? Hydro bằng 2, không khí bằng 29 mà. Nó nhẹ hơn thì không khí, nặng hơn thì không khí nó sẽ bị nặng hơn thì nó ở phía dưới, đúng không? Như vậy nó sẽ đẩy không khí ra, hydro ở phía trên này. Thế là chúng ta sẽ thu được khí hydro. Đấy, khí hydro nó sẽ chiếm chỗ ở trong cái lọ này, đẩy không khí ra ngoài, bởi vì không khí nhẹ hơn thì không khí nó ở phía dưới thì nó bị tràn ra. Phải không nào? Rồi chúng ta đưa lọ đựng khí hydro lại gần cái ngọn lửa đèn cồn. Nếu như mà chúng ta hydro này tinh khiết thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng nổ lét đét, đúng không? Là do là hydro tác dụng với lại oxy để tạo thành H2O, và nó vẫn là đưa đến gần ngọn lửa đèn cồn, đúng không ạ? Thì khí hydro này chúng ta sẽ như cô vừa nói, thì khi mà chúng ta đưa gần, đưa cái miệng ống này, đây, hai, vì hình nó nằm ở một nơi, bài thí nghiệm ở một nơi, đúng không ạ? Đây, đưa miệng ống vào sát cái ngọn lửa đèn cồn thì chúng ta sẽ thấy cái ngọn lửa đèn cồn lúc này nó sẽ cháy với ngọn lửa màu xanh. Đồng thời chúng ta sẽ nghe thấy cái tiếng nổ lét đét nhỏ, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2 thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng này. Hiện tượng là khí hydro sinh ra khí hydro sinh ra, nó sẽ theo ống dẫn khí. Theo ống dẫn khí và nó sẽ vào đẩy cái không khí ở trong cái ống thí nghiệm chúng ta úp ngược ấy, đúng không ạ? Theo ống dẫn khí vào đẩy không khí. Trong cái nó đẩy không khí trong cái ống nghiệm chúng ta úp ngược cái này. Và nó đẩy không khí thì nó sẽ chiếm chỗ ở trong cái ống nghiệm này. Đấy, đẩy không khí trong ống nghiệm úp ngược và chiếm chỗ trong ống nghiệm này. Tức là trong cái ống nghiệm úp ngược, đúng không ạ? Vì sao nó đẩy được không khí? Bởi vì gì? Vì hydro nhẹ hơn không khí. Vì hydro nó nhẹ hơn không khí. Nhẹ hơn không khí nên là nó nổi lên ở phía phần phía trong không khí. Còn ở phía bên trong của cái lọ thủy tinh ấy, còn cái oxy, cái phần không khí nó nặng hơn thì nó sẽ bị chìm xuống dưới, thì nó bị đẩy ra ngoài, đúng không ạ? Đây là 2 thì nhỏ hơn 29. Hiện tượng thứ hai là các em đưa cái lọ đựng khí hydro lại gần ngọn lửa đèn cồn. Tiếp theo, đưa lọ đựng khí đưa miệng ống nghiệm, đúng không ạ? Đưa cái miệng ống nghiệm đựng khí hydro đấy vào gần sát ngọn lửa đèn cồn. Vào gần sát ngọn lửa đèn cồn thì chúng ta sẽ thấy là cái ngọn lửa này cháy với cháy. Thì chúng ta thấy cái đèn cồn này nó cháy với ngọn lửa màu xanh. Đèn cồn cháy với ngọn lửa màu xanh. Kèm theo tiếng nổ lách tách. Kèm theo tiếng nổ lách tách. Hoặc là kèm theo tiếng nổ nhỏ cũng được. Đấy. Chúng ta sẽ có cái phương trình nó thể hiện cho cái phản ứng này thì chúng ta chỉ có một phương trình thôi. Tức là H2 cộng O2 để tạo thành H2O. Cái phương trình này thì nó sẽ cháy, thể hiện là hydro nó sẽ cháy với ngọn lửa màu xanh và có tiếng nổ lách tách, là nổ nhỏ là do cái phản ứng này. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái tường trình cho thí nghiệm 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang cái thí nghiệm 3. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút. Bài 3 này. Hydro đồng khử đồng 2 oxit, tức là hydro nó sẽ khử CuO, cho vào ống nghiệm khoảng 10 ml dung dịch axit clohydric. Có lẫn 4 đến 5 viên kém đậy trong ống nghiệm bằng nút cao su có cái ống dẫn bằng thủy tinh. Đây, ống dẫn, tức là cái khí sinh ra thì nó sẽ được dẫn qua cái này, đúng không ạ? Ở đầu ống thủy tinh này được uốn gấp khúc hình chữ V. Đây, có chứa một ít bột đồng hai oxit, tức là CuO. Sau khi khẳng định dòng khí hydro không có lẫn oxy, tức là cái phản ứng này này có sinh ra khí hydro, và cái khí hydro nó được dẫn qua đây, đúng không? Dùng đèn cồn hơn nóng cái ống thủy tinh này, sau đó đun nóng mạnh ở chỗ, chúng ta đun nóng mạnh ở cái chỗ có CuO. Nhận xét màu của chất tạo thành và giải thích. Ở đây chúng ta sẽ có là cái oxit đồng ấy, CuO thì ban đầu của nó, cái đồng oxit này thì nó sẽ có màu đen, nhưng mà đồng nguyên chất thì nó sẽ có màu đỏ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có nhận xét này, ban đầu thì cái CuO này, màu của CuO là màu đen, nó sẽ chuyển thành màu đỏ là do sinh ra đồng kim loại, đúng không ạ? Nhận xét chất của màu của chất tạo thành này. Đấy, đồng thời chúng ta sẽ thấy là có hơi nước thoát ra, thì chúng ta sẽ có như sau. Ta sẽ có này, cô sẽ trình bày luôn cái thí nghiệm 3. Cái thí nghiệm 3 ở đây là đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là gì? ZL tác dụng với axit clohydric sinh ra khí hydro. Đúng nào? Kẽm này, nó tác dụng với axit HCl để sinh ra H2. Sau đó hydro sinh ra, nó đã khử cái đồng oxit có màu đen. Sau đó H2 sinh ra, nó đã khử đồng 2 oxit. Cái này là nó có màu đen, thành đồng kim loại có màu đỏ. Như vậy là chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là ban đầu là cái đồng 2 oxit thì có màu đen, sau đó nó sẽ chuyển thành màu đỏ là màu của đồng. Đồng thời có hơi nước thoát ra. Đây là các cái hiện tượng của thí nghiệm 3. Vậy chúng ta sẽ có các cái phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng thứ nhất là kẽm này, nó đã tác dụng với axit clohydric để tạo thành kẽm clorua cộng với hydro bay lên. Kem cân bằng thêm 2 trước HCl. Cái hydro bay lên này nó lại tham gia phản ứng khử đồng 2 oxit, là đồng này có màu đen, đúng không ạ? Hydro sinh ra, nó lại tác dụng với CuO trong điều kiện nhiệt độ. Cái này có màu đen này. Vậy khi tham gia phản ứng thì cái chất này nó mất đi, tức là màu đen này này, nó sẽ mất đi, đúng không ạ? Đây này, màu đen nó sẽ dần mất đi và nó tạo thành màu đỏ. Vì sao tạo thành màu đỏ? Bởi vì nó sinh ra Cu này, có hơi nước. Vậy cái này nó sẽ có màu đỏ. Đấy, đây là các cái phương trình thể hiện do thí nghiệm 3. Chưa nào? Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được cái các cái bản phương trình cho bài thực hành 5 của bài 35 chương trình hóa học lớp 8. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.